tiếp chấp 179 của bộ truyện tích chữ 10 vạn vật tư trước ngày tận thế. Chúc các bạn xem chuyện vui vẻ. Trần Lạc cắn chặt môi thầm nghĩ, thật là may mắn. Không ngờ có thể có được giày giáp trong tình huống này. Đám hải sản điên cuồng cắn đớp nàng tiên cá nhưng hoàn toàn không theo kịp tốc độ của cô ta. Cô ta cười khinh bỉ, chật chật chật. Hải vương, không phải anh là thần sao? Có bản lĩnh thì đích thân đến bắt tôi đi. Đáng tiếc, Đối với tôi người nắm giữ hư không lưu đầy, tốc độ có nhanh đến đâu cũng vô nghĩa. Trần Lạc liền giơ tay ra dùng hư không lưu đầy nói lớn, "Quay lại đi." Lập tức cô ta liền bị kéo đến trước mặt Trần Lạc. Cô ta đầy chấm hỏi, "Chuyện này là sao?" Không để cô ta nghĩ nhiều, Trần Lạc liền vung bà tay ra tát lên mặt cô ta một cái bốp, phụt máu ngã xuống đất. Nàng tiên cá ngã xuống đất lúc này đám hải sản phía sau liền cười nhạo, "Hê hê hê hê. Tiểu mỹ nhân ngư này đi đời rồi." cũng không xem bản thân mình là ai mà dám thách thức Hải Vương Đại Nhân. Vậy thì để Hải Vương Đại Nhân ăn cô đi. Tiếp đó Trần Lạc ra lệnh cho đám hải sản, cởi giày của cô ta ra, mang đến cho tôi. Lập tức một con bạch tuộc dùng những cái xúc tu chói cô ta lột đôi giày ra. Cô ta vùng vẫy quát lớn, không được. Lập tức từ trong miệng cô ta phóng thích ra một luồng dị năng đỏ lờm chém đứt một cái xúc tu của con bạch tuộc. Trần Lạc thấy cô ta bướng bỉnh không chịu khuất phục liền dùng hư không hành tẩu dịch chuyển đến tát cho cô ta vài bạt tay. Vừa tát vừa hâm he đe dọa, còn phản kháng. Tôi sẽ lập tức giết chết cô. Vài giây sau mặt mày cô ta bây giờ sưng lên như cái đầu heo. Cô ta bĩu môi nói, để tôi tự làm. Vừa tháo đôi giày ra Trần Lạc liền giơ chân lên. Cô ta liền hiểu ý mang lên cho Trần Lạc. Trần Lạc trong lòng vui sướng, có được đại bảo bối rồi. Quả nhiên giống như áo giáp đó, có thể tự điều chỉnh kích thước. Để thử hiệu quả xem sao. Trần Lạc liền lắc lắc đôi chân lập tức sau đó biến mất trước sự ngỡ ngàng của đám hải sản. Wow! Không hổ là hải vương đại nhân. Tốc độ này nhanh quá. Ngay đó Trần Lạc dịch chuyển quay lại hỏi, cô tên là gì? Thứ này ở đâu ra vậy? Cô ta liền đáp, tôi tên Phong Nguyệt. Về đôi giày này, nói tới đây cô ta sự lại nghĩ thầm, hải vương này quả thực có chút thủ đoạn thần kỳ nếu như mình chinh phục được hắn chẳng phải mình sẽ trở thành phu nhân hải vương sao tiếp đó cô ta nói nhặt được ở dưới đáy biển hải vương có cần tôi đi cùng anh không trần lạc nhìn biểu hiện của cô ta có chút ngạc nhiên mỹ nhân này có ý đồ gì vậy lật mặt nhanh quá đó trần lạc lại hỏi tiếp vậy cô có nhìn thấy bộ phận tương tự nào khác của áo giáp này không cô ta liền đáp không nhìn thấy nếu nhìn thấy chắc chắn tôi đã nhặt về đúng lúc này một con hải cầu giơ tay lên lúng túng nói hải vương đại nhân nếu ngài muốn tìm các bộ phận khác vậy thì để tôi thử xem mũi tôi rất thính chỉ cần để tôi ngửi giày có thể dựa vào mùi vị mà tìm thấy trần lạc có chút kinh ngạc vậy thì mày hãy mau thử xem hải cầu liền hít hít người ngửi một lát liền nói tôi ngửi được trong giày có ba loại mùi hả sao có vẻ như từng ngửi thấy ở đâu rồi phong nguyệt nghi hoặc đây là tôi nhặt về, chỉ có tôi và anh từng đi. Sao lại còn có mùi thứ ba? Ngay đó Hải Cầu bắt chợt nhớ ra, hai má nó trở nên ửng hồng nói lớn. À, tôi nhớ ra rồi, chính là nửa năm trước. Những đứa trẻ trong nhà tôi đá một vật tròn trên bờ biển, còn nói muốn đưa nó cho tôi, nhưng tôi thấy toàn là bùn nên không cần. Trần Lạc trong lòng vô cùng kinh hỉ, thứ tròn tròn, lẽ nào là mũ sắt? Trần Lạc liền áp sát mặt hải cầu gấp cút hỏi, thứ đó ở đâu? Đột nhiên hai mắt hải cầu ứa lệ xúc động nói, ôi, tôi đã nói là không cần nó. Trần Lạc nhìn trạng thái của hải cầu mà tức điên lên, thực sự muốn đá chết con hải cầu vào thời điểm quan trọng này. Hết chấp 179 hẹn mọi người vào video lần sau. Cảm ơn mọi người đã xem chuyện ủng hộ.